tuần này mọi người học cùng mình nhé. Do you think you're a red flag? Trong video này mình sẽ vừa học vừa chia sẻ 5 mẹo học tập thông minh lại rất hiệu quả mà mình đã áp dụng trong nhiều năm qua, hoặc là những mẹo mà gần đây mình mới biết thôi, đã test và thấy rất rất là ok. Học, học nữa, học mãi để khám phá và phát triển bản thân. Những mẹo này có thể áp dụng cho việc học trên trường này, để trau dồi năng lực nghề nghiệp và đặc biệt là cả việc học tiếng Anh nữa. Thế nên là bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì mình nhớ tham khảo video nha. Và ok, không chần chừ gì nữa. Vào việc. Mọi người, bây giờ thì mình đang ở trường để chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ. Lần này thì mình sẽ có một môn cần phải chuẩn bị bài thuyết trình và còn phải tranh luận nữa. Có nghĩa là sau khi thuyết trình xong thì sẽ phải tranh luận giữa các nhóm với nhau ấy. Nên là bài này cũng khá là khó nha. Thì tiện thể cần chuẩn bị cho cái bài này thì mình sẽ muốn chia sẻ cái mẹo học luôn, cái phương pháp mà mình sẽ áp dụng cho cái bài thi giữa kỳ lần này, có tên là SQ3R. Đây thực chất là một cái phương pháp mà nó đã có từ rất là lâu rồi và cũng rất là nổi tiếng rồi. Và cái cụm SQ3R cũng là cái cụm từ viết tắt của những bước trong cái phương pháp này. S là survey, khảo sát. Q là question, câu hỏi. 3R lần lượt là read, đọc, recite, học thuộc và review, ôn tập. Hôm nay thì mình sẽ áp dụng SQ3R phiên bản cập nhật mà cá nhân mình cảm thấy là thực tế và hiệu quả hơn. Tiện thể thì mình cũng muốn recommend kênh này cho mọi người luôn. Đây là một cái kênh mình thấy khá là hay, bổ ích, ngắn gọn, xúc tích về các mẹo học tập này, hiệu suất công việc rồi phát triển bản thân nói chung. Vậy thì SQ3R phiên bản Asian Coil Academy nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ thay đổi một chút thôi. Cái S thì vẫn là survey khảo sát này, cái Q thì vẫn là câu hỏi, nhưng mà ba cái R này thì có thay đổi nha. R đầu tiên sẽ là rephrase, tự thuật lại kiến thức bằng ngôn ngữ của riêng mình. R thứ hai là recall, tự gợi nhớ. Và R cuối cùng là repetition, sự ôn tập đều đặn, lặp đi lặp lại. Ok, cùng thực hành luôn nha. Trước hết thì cùng mình vào bước 1, cái chữ S đầu tiên, survey khảo sát nhé. Thì cái chủ đề mà mình sẽ phải thuyết trình và tranh luận sẽ là các nhà khoa học thì có nên có được sự tự do hoàn toàn trong những cái nghiên cứu của họ hay không, hay là họ nên có cái sự kiểm soát từ chính phủ. Mình nghĩ đây là một cái chủ đề nó cũng khá là khó, nó cũng có nhiều cái để nói, và đặc biệt là sẽ không chỉ dừng lại ở thuyết trình mà mình sẽ cần phải tranh luận nữa, nên là mình phải thực sự mình hiểu được nhiều khía cạnh rồi biết nhiều góc nhìn rồi, chung là phải suy nghĩ sâu và biến những cái kiến thức nó thực sự là của mình ấy. Đó, sẽ cần có cái kiến thức nền tảng này, rồi cơ sở đưa ra luận điểm, những cái dẫn chứng ủng hộ luận điểm của mình, đó cũng khá là nhiều ha. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu lên mạng tìm hiểu và tổng hợp lại những cái bài viết, bài nghiên cứu, những cái sách báo xoay quanh chủ đề này. Thì đấy chính là survey khảo sát. À, với cả mình đang đứng ở một cái bàn làm việc đứng ấy, kiểu đây là lần đầu tiên mình làm việc đứng như này. Mình thấy mọi người cũng hay làm và bảo là sẽ tăng sự tập trung rồi đỡ buồn ngủ các thứ thì phải, nên là hôm nay mình sẽ thử làm việc ở bàn đứng như này. Bạn nào mà hay bị buồn ngủ thì có thể thử một lần nữa, mình sẽ review nha. Thực ra đứng này thì cũng hơi mỏi chân ấy, nhưng mà thôi để xem như nào. Ok, bắt đầu nha. Ok mọi người, bây giờ thì mình đã nắm được kiến thức sơ bộ rồi, mình cũng đã tổng hợp hết lại những cái gì mình học được, mình thấy là quan trọng liên quan đến chủ đề này, để cho một cái file và mình cũng có tóm tắt lại. Thì sau đấy thì mình sẽ chuẩn bị đi in để sau này cái việc ôn tập của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì mình thì mình thích đọc ở trên giấy hơn là đọc ở trên máy tính ấy. Thì cái bước survey khảo sát này chính là cái bước mọi người đọc sách giáo khoa thôi. Mọi người đọc sách giáo khoa, đọc sách tham khảo thôi, để mình nắm được cái thông tin, cái lý thuyết hôm nay mình học sẽ là gì, nó sẽ về cái gì, những cái chung chung nhất thôi. Ok, đến với bước 2, cái chữ Q, question, đặt câu hỏi này thì mình có thể dựa vào những cái kiến thức mà mình đã có được, những cái kiến thức sơ bộ thôi về mặt lý thuyết để mình
tự đặt câu cho bản thân xem là với những cái lý thuyết như thế này thì mình sẽ có thể có những câu hỏi như thế nào. Và thực ra thì mọi người không cần thiết phải tự nghĩ ra câu hỏi đâu, tại vì là cũng khá là khó để bản thân mình có thể có kiểu đặt câu hỏi được luôn khi mà mình còn chưa nắm được toàn bộ và sâu kiến thức ấy. Trong trường hợp của mình thì mình sẽ hỏi ChatGPT là ok, tôi có đúng kiến thức như này, hãy cho tôi 20 câu hỏi luyện tập, thì nó sẽ làm cho mình luôn. Chắc là một số bạn hay xem mình thì cũng sẽ có thể đưa ra được kết luận là mình bị lậm ChatGPT. Nhưng mà thực sự ý, kiểu mình cảm thấy quá là hữu ích và nó là một công cụ rất đắc lực ý. Chỉ cần mình đừng có phụ thuộc quá vào nó là được, kiểu như là mình coi nó là một cái công cụ thông minh để giúp mình ý. Thì trời ơi, highly 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 recommend. Từng này kiến thức như thế này, mày cho tao 30 câu hỏi luyện tập đi. Tại mình phải debate mà mình phải tranh luận ý. Thì mình hỏi nó là bây giờ nếu mày là cái người mà không đồng tình với quan điểm của tao thì mày sẽ hỏi tao những câu hỏi nào, thì mày sẽ có những ý kiến như thế nào. Thế là nó cũng cho mình một lượt luôn. Thì kiểu mình sẽ có một cái góc nhìn khác ấy, và mình sẽ có sự chuẩn bị nó tốt hơn. Mình sẽ biết được cái đội còn lại người ta sẽ có thể hỏi mình những cái gì và mình cần chuẩn bị thêm những cái gì đó. Thì rất là ok, ChatGPT. I love. Hello mọi người, mình đang đắp mặt nạ kem dưỡng nên là mọi người hãy bỏ qua cái sự bóng nhẫy của mặt mình nha. Bây giờ thì mình sẽ làm bước thứ 3, chữ R đầu tiên trong cụm từ SQ3R. Đó chính là rephrase, tự thuật lại những kiến thức mình đã học được bằng ngôn ngữ của mình. Thế cách làm này như thế nào? Bây giờ là mình đã nắm được kiến thức rồi, mình cũng đã đặt câu hỏi rồi, mình cũng đã trả lời, nói chung là mình cũng đã hòm hòm, mình hiểu được cái gì đang xảy ra rồi. Thì liệu cái kiến thức đấy nó đã thành của mình hay chưa? Mình sẽ test bằng cách là mình sẽ tưởng tượng là mình sẽ phải dạy lại cái kiến thức này cho một ai đó. Hoặc nếu mọi người có bạn bè, người thân mà thực sự có thể dạy cho họ được thì càng tốt luôn. Thì lại đỡ phải tưởng tượng, đỡ phải diễn. Thì mình dạy cho người ta luôn. Thì lúc đấy thực sự là, mọi người ạ, một cái kiến thức mà nó thực sự là của mình hay không á, là nó nằm ở việc là mình có thể truyền đạt lại, mình có thể dạy lại được cho người khác hiểu hay không á. Khi mà mình truyền đạt lại được kiến thức bằng ngôn ngữ của mình mà nó đầy đủ và nó chuẩn xác á, thì thực sự là cái kiến thức đấy nó thực sự thuộc về mình rồi, mình nắm được nó rồi. Còn nếu mà mình bảo là ok mình hiểu rồi, mình nhớ rồi đấy, nhưng mà mình không biết dạy cho người ta thế nào, thì khả năng cao là chưa hiểu lắm đâu và chưa nhớ lắm đâu. Đấy là bài học của mình sau rất là nhiều năm đi học rồi, đi thi các thứ ấy. Riêng ở cái bước giả vờ dạy học này, cái là mình sẽ thử một lượt không nhìn tài liệu để xem là mình nhớ được đến đâu. Sau đấy thì đến cái vòng thứ hai, mình sẽ nhìn tài liệu, mình sẽ có thể cho bản thân mình nhìn cái câu hỏi mình đã chuẩn bị luôn, hoặc là nhìn đáp án luôn đấy. Nhưng mà mình sẽ phải giải thích tường tận chi tiết, như là tôi đang là giáo sư, tôi đi dạy học cho học sinh làm thế nào cho người ta hiểu. Thì mình nghĩ đây là một cái cách ôn tập rất chủ động và nó thú vị ấy. Nó thú vị hơn việc là mình ngồi mình lẩm nhẩm mình học thuộc rất nhiều, nhưng mà nó lại nhớ hơn là mình ngồi lẩm nhẩm học thuộc cơ. Thế mới hay. Mọi người thử đi, thử cái cách mà gọi là gì, giả vờ dạy lại này đi. Ok, là rephrase nhá. Ok, bây giờ mình sẽ làm. SOS thực sự ý. Trời ơi, mình cũng nghĩ là mình biết là mình chưa thực sự là 100% gọi là thuần thục những cái kiến thức mình vừa mới học vào á. Nhưng mình không nghĩ là tệ đến mức này luôn á. Kiểu thì đương nhiên là mình cũng chưa nhìn tài liệu, đang ở cái lần một là thử tự dạy lại từ tất cả cái đống ấy thôi, nhưng mà tệ hơn mình nghĩ nha. Chứng tỏ là mình chưa thuần thục một tí nào hết, và thực sự là còn có rào cản ngôn ngữ nữa. Mà may không phải tiếng Hàn nhá, cái lớp này bằng tiếng Anh chứ bằng tiếng Hàn chắc khóc thét luôn ấy. Ý là học thì vẫn sẽ học được và làm thì vẫn sẽ làm được, nhưng mà sẽ mất rất mất thời gian, rất khó. Ý là tiếng Anh là mình cũng đã tự tin phần nào rồi, nhưng mà oh my god, một cái sự trống rỗng khi mà tôi thử dạy, một sự trống rỗng ùa về, blank, empty, trống rỗng. Đấy, nói chung là phải thử những cái cách học mà nó cần mình chủ động như thế này thì mình mới biết thực sự là mình ở đâu. Chứ không lại cứ bảo là
ôi tại sao mình đã học thuộc như thế này rồi, mình đã đến mức này rồi, mình đã dành bao nhiêu tiếng mình ngồi mình đọc như thế rồi mà tại sao đến lúc đi thi mình vẫn không nhớ được. Lý do là lúc mình học mình chưa đủ chủ động. Cái bước sau này, tiếp theo này sẽ là cái bước recall, có thể là ngày mai mình sẽ lại một lần nữa phải tự động não và tự chủ động nhớ lại những cái gì mình đã học. Mà mình gọi cái sự tự gợi nhớ này là gì thì mọi người xem phần trong nhé. Tôi mệt quá nhưng mà tôi đang bị sốc tinh thần mọi người, đang bị speechless, bị không nói nên lời, tại vì tôi không dạy được. Trời ơi, tôi mà là giáo viên là tôi bị đuổi ngay từ buổi đầu tiên, tại vì tôi chưa nắm được kiến thức này, tôi buồn quá. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại phần sau. Recall ban đầu mình dịch sang tiếng Việt là sự tự gợi nhớ. Nhưng mà mình nghĩ là để cho dễ hiểu đi thì mọi người có thể hiểu là thi thử. Coi như là mình thi thử luôn trong cái lúc mình học bài, để mà khi đi thi thật thì mình sẽ đỡ bỡ ngỡ này, và có nhiều khả năng là mình sẽ làm tốt hơn. Mình đã thi thử rất nhiều lần rồi. Vậy thì mình sẽ recall thi thử như thế nào? Mình sẽ dùng chính những cái câu hỏi mà mình đã chuẩn bị ở cái phần quy question, đặt câu hỏi á. Mình dùng chính những câu hỏi đó để mà mình không nhìn vào đáp án, mình tự trả lời lại những câu hỏi đó, xem là mình có nhớ không. Đấy là trong trường hợp mình đi thi nhá. Đối với bài thuyết trình đi, thì cái cách mà thi thử mà mọi người hay làm nhiều nhất đó chính là mình không nhìn vào giấy, không nhìn vào tài liệu, không nhìn vào PowerPoint luôn, không nhìn vào slide luôn, và mình tự nhớ lại để mình nói như là mình thuyết trình thật. Nhưng mình thì bây giờ mình sẽ mở phần câu hỏi ra, mình sẽ mở những cái câu hỏi mà đối phương sẽ có thể hỏi mình ra để mà mình thử trả lời một lượt. Cảm giác là sẽ không tốt lắm đâu, nhưng mà không sao. Thế nên là chúng mình mới đang thi thử thôi, đến lúc mà thi thật thì mình sẽ làm tốt, đúng không? Và sau khi mình thi thử xong á thì mình mới sẽ xem lại tài liệu, mình sẽ kiểm tra lại là cái phần trả lời của mình, cái đáp án của mình đã ok chưa, có lúc nào chỗ nào mình ngắc ngứ không, chỗ nào mình ngắc ngứ, mình đờ ra, mình trống rỗng thì chứng tỏ là chỗ đấy mình cần phải bổ sung lại, bổ túc lại. Mình sẽ biết ngay là mình đang rốt, mình đang giỏi ở đâu. Nó sẽ vừa giúp mình kiểm tra được trình độ, vừa giúp mình ghi nhớ sâu hơn, tốt hơn, và lại một lần nữa biến những cái kiến thức ở trên giấy thành thực sự của mình. Đây chính là cái phương pháp rất là đỉnh đám, được cho là một trong những phương pháp, nếu mà không muốn nói là phương pháp học tập hiệu quả nhất, đỉnh nhất, Active Recall, sự tự chủ động gợi nhớ. Active Recall là một phương pháp mà được rất nhiều học bá trên toàn thế giới yêu thích và áp dụng. Hello mọi người, chào buổi sáng. Mình biết giao diện này chúng mình đang mặt thì sưng, mắt thì thâm, thiếu ngủ. Nhưng chúng mình đều trông như này trong lúc học đúng không? Hãy nói với tôi thế đi. Ok, thì thực ra là hôm nay mình dậy sớm để mình làm cái chữ R cuối cùng ở trong phương pháp này, repetition, sự lặp lại. Khi mà thu nạp quá nhiều kiến thức vào một lúc khi chúng mình học ấy, thì đương nhiên là chúng mình sẽ quên, chắc chắn là ít nhiều thì chúng mình sẽ quên. Chính vì thế nên là ôn tập mới quan trọng. Bạn nào mà theo dõi mình từ lâu thì cũng biết mình là tín đồ của spaced repetition, là lặp lại gián đoạn. Đây là một cái phương pháp học rất là nổi tiếng rồi. Ý tưởng chính của lặp lại gián đoạn là ôn tập một cách đều đặn theo chu kỳ. Mình sẽ nói rõ hơn về cái phương pháp này ở phần sau của video. Và trước hết thì mình sẽ kết hợp lặp lại gián đoạn cùng với rephrase, tự dạy lại, và active recall, hay là mình còn gọi là thi thử nhá. Ok, bắt đầu thôi. Mới sáng ra chưa nói được chuyện được gì nhiều nên là vào việc luôn nhá. Mình có một sợi dây duy băng ở đây. Bây giờ thì mình sẽ học thắt nơ nhá. Ở trên TikTok. Bây giờ thì mình sẽ xem video này 3 lần để mình học cách thắt nơ. Ok mọi người, mình đã xem xong 3 lần rồi. Thắt nơ thôi. Mọi người đoán xem, mình không làm được. Bây giờ thì mình sẽ vừa xem video vừa tập thắt luôn nhé.
Dù là nơ vẫn còn hơi xấu nhưng mà cuối cùng là cũng đã làm được rồi. Mình nghĩ là nếu mà mình không có cái dây duy bằng đấy để thực hành ý, thì chắc là mình xem 100 lần mình cũng không thể nào mà nhớ cái cách thắt nơ được. Chắc là do mình nghĩ là mọi người cũng nghe nhiều rồi, nó không phải là cái kiến thức gì nó quá mới mẻ nữa. Việc thực hành thì nó sẽ quan trọng cho việc học ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, với mọi loại kiến thức. Và đặc biệt là với cái việc học ngoại ngữ mà nhiều bạn đang quan tâm. Mình muốn giỏi lên, mình muốn biến cái kiến thức đấy thực sự thành kiến thức của mình, thành những cái kỹ năng của mình, thì không còn cách nào khác ngoài việc thực hành. Và sở dĩ là cái phương pháp SQ3R mà mình có chia sẻ ở phía trước thì nó cũng cần thực hành rất là nhiều. Mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa liên quan đến ngôn ngữ để cả nhà cùng thử với mình nhá. Ok, có một cái từ này có nghĩa là trung úy mọi người ạ. Mình đã nhìn thấy từ này rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm qua lúc mà mình thấy mình kiểu, ủa từ này thực sự đọc như thế nào ta? Lieutenant. Lieu ấy. Là đọc như nào ta? Cùng trai với mình nhá. Bạn nào mà cũng chưa biết đọc từ này như nào giống như mình thì có thể cùng thực hành với mình luôn. Thì mình sẽ vào từ điển nha. Cha. Ok. Lieutenant. Khi mà mình nghe người ta đọc Lieutenant. Khi mình nghe người ta đọc là Lieutenant thì mình biết là đọc là Lieutenant rồi. Nhưng mà để mình thực sự nhớ và thực sự nói một cách nhuần nhuyễn thì chắc chắn là mình sẽ phải lẩm nhẩm nhại đi nhại lại người ta, đúng không? Lieutenant. Chậm lại này. Lieutenant. Nó là Lieutenant. Trọng âm vào âm tiết thứ hai. Khi mà mình lẩm nhẩm như vậy là mình đang thực hành. Và dần dần mọi người sẽ thấy là một cách rất tự nhiên, một cái từ mà trước đây mình không biết đọc nó thành kiến thức của mình. Và sau này mình nhìn thấy nó, mình sẽ biết đọc nó như thế nào. Và khi mình sử dụng trong giao tiếp thì mình cũng sẽ biết nói chuẩn nữa. Đương nhiên là sẽ cần ôn tập, sẽ cần luyện tập để mình nhớ hơn. Và về cơ bản là như vậy, thực hành rất là quan trọng. Kiểm tra xem là mình nói chuẩn không nhé. Lieutenant. Oh, còn một phần từ xem nào. Lieutenant. Ok, thử lại nhé, chỉ 3% rồi. Lieutenant. 97% rồi, tôi muốn 100%. Lieutenant. 99%. Lieutenant. 100%. Đó, thì với các bạn như vậy là một cái ví dụ thôi. Mong là cả nhà đã học được một từ mới cùng với mình. Nhiều bạn followers của mình hay gọi mình là dân ngoại ngữ và rất là hay hỏi mình về những mẹo phương pháp học ngoại ngữ, đặc biệt là học tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế mà rất cần thiết trong cuộc sống, cho sự phát triển cá nhân và phát triển sự nghiệp nữa. Và trong video này mình muốn giới thiệu tới cả nhà một công cụ đắc lực trong việc học tiếng Anh, chính là Elsa Speak, ứng dụng luyện nói và giao tiếp sử dụng công nghệ AI top đầu thế giới, có thể lắng nghe giọng bạn nói, chỉ ra lỗi sai ngay lập tức, hướng dẫn sửa lại và còn đóng vai người bản xứ để cùng bạn luyện nói trong mọi tình huống luôn. À, Elsa Speak á, mình biết app này rồi, quá nổi rồi mà. Đúng là Elsa Speak đã quá nổi tiếng và đây cũng không phải lần đầu mình giới thiệu Elsa, nhưng mình vẫn sẽ chia sẻ lại lần nữa cho bạn nào chưa biết và còn chia sẻ cực kỳ chi tiết, bởi vì biết là một chuyện, biết sử dụng nó một cách hiệu quả và tận dụng tối ưu mọi tính năng còn quan trọng hơn. Chưa kể là gần đây Elsa còn cập nhật thêm rất nhiều công cụ bổ ích nữa nên là phải update. Bình thường mọi người luyện nói như thế nào? Thì đơn giản là nói thôi đúng không? Thử với câu này nhá. The 33 thieves thought that they threw the throne though out Thursday. Đơn giản mà. Thế thôi, cứ thế mà luyện thôi. Nhưng mà nếu mình nói sai thì sao? Và đó chính xác là vấn đề nhức nhối của những người tự học như mình. Mình đã dành cả tuổi thơ để đọc Wednesday là Wednesday, từ thứ tư ấy mọi người. Tại vì nó viết là Wednesday mà. Mình chỉ biết là mình đọc sai khi mà có một người bạn chỉ cho mình thôi. Rất là quê. Và đến bây giờ thì vẫn có một vài lúc mình đọc nhầm thành Wednesday, tại vì là bị quen ấy. Nó đã trở thành một cái phản xạ, một thói quen xấu trong nhiều năm, và cái đấy cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế nên là người ta đã tạo ra Elsa Speak để hỗ trợ người tự học như chúng mình. Đọc lại câu vừa nãy nhá. The 33 thieves, though they threw the throne out Thursday. Như cả nhà cũng thấy thì khi sử dụng Elsa Pro, mình sẽ không chỉ được cung cấp nhiều bài học theo lộ trình cá nhân hóa và một cái không gian luyện tập như thế này, mình sẽ còn được chấm điểm chuẩn bản xứ thông qua phần trăm so với giọng đọc của người bản xứ với các tiêu chí phát âm, ngữ điệu, nhấn âm, độ lưu loát, vân vân. Cũng thấy là có rất nhiều màu ở đây đúng không? Elsa sẽ phân tích đúng sai thông qua màu sắc trực quan, nên là nhìn vào một cái mình sẽ biết là đúng ở đâu, sai ở đâu liền. Biết là mình sai ở đâu rồi thì mình sẽ ấn vào từng cái âm tiết này để mình xem cách sửa nhé. E, môi và lưỡi của bạn phải khá thư giãn. 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The 33 thieves
thought that they threw the throne throughout Thursday. Công nhận là rất tiện và yên tâm bởi vì sai ở đâu là được sửa đấy mọi người ạ. Tuy vậy thì đương nhiên là mình biết khi mà mình sử dụng ngoại ngữ ở cuộc sống thường ngày thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói chuẩn những từ, những cái câu được cho sẵn như thế này. Mình sẽ cần phải nghe, hiểu rồi phản xạ lại làm sao để mình chia sẻ được những suy nghĩ trong đầu của mình rồi trả lời sao cho phù hợp với nhiều chủ đề, nhiều tình huống khác nhau. Nói chung là cũng rất khó đấy. Mặt đấy lại còn chưa nói đến những cái chứng chỉ như là IELTS, TOEFL mà rất là nhiều bạn sẽ cần phải thi. Liệu là chỉ học như thế này thì có đủ không? Mình rất hiểu nỗi lo này và Elsa cũng hiểu nỗi lo này luôn. Chính vì vậy Elsa đã cho ra mắt gói học nâng cấp Elsa Premier với giải pháp học tiếng Anh all in one, bao gồm toàn bộ công cụ và tính năng mới nhất giúp bạn luyện tập giao tiếp một cách toàn diện. Ngoài gói Elsa Pro như mình vừa giới thiệu thì Elsa Premium sẽ có tính năng Elsa AI hot nhất, luyện hội thoại nhập vai bất kỳ, trực tiếp trò chuyện với AI bằng giọng nói nhờ công nghệ generative AI. Với Elsa AI thì mình sẽ có thể luyện hội thoại nhập vai, tương tác trực tiếp với AI bằng giọng nói và nhận đánh giá chi tiết giống như người thật. Sẽ có những cái tình huống có sẵn như kiểu là đây nói chuyện với bạn bè này, nói chuyện với người bán hàng, đi hỏi đường, phỏng vấn, vân vân. Ôi có surprise me à? Hãy làm tôi bất ngờ và my own scenario nếu mọi người muốn tạo một cái tình huống mà nó theo sở thích của mình. Mình sẽ chọn my own scenario nhé. What kind of role play activity would you like to do? A first date. Buổi hẹn hò đầu tiên mọi người ạ. Why not? The scene takes place in a cozy restaurant. You will be on a first date with me. And we will be getting to know each other better. Ready to start? Yes. Okay. Yes, let's start. I'm excited. Không có bạn trai thì dùng Elsa. Hi there. Okay. It's really nice to finally meet you in person. How has your day been so far? It has been great. I actually went to school today. I took a test and I did very well, so I'm happy. It's wonderful. What subjects did you take the test in? Nói gì bây giờ? Nếu mà bạn không biết nói gì ấy, mà kiểu thực sự là não trống rỗng, có cả phần gợi ý luôn. Cái bóng đèn này sẽ phần gợi ý của Elsa. I took the test in biology, it's my favorite subject. No, mình mà chọn này nó sẽ hỏi mình thêm về biology, mình đâu biết. The test was for math, I was nervous but it turned out well. Ok, okay được đấy, mình đang luyện tập mà nên là mình có thể xem gợi ý của mình đọc lại để mình luyện tập. Ok. The test was for math, I was nervous but it turned out well. I'm not sure anything to... Finish conversation. Khi anh ấy xử nữ thằng 9. Tôi xin lỗi các bạn. Em đùa. Hạt nhà. Em xin lỗi các bạn, xin lỗi đăng chín ạ. Bây giờ mình thì hỏi khó đi. Do you think you're a red flag? I'm not sure what you... A red flag person is someone who goes around and play with others' hearts. No, I'm not that kind of person. I believe in treating others with respect and honesty. How about you? I think we should get married. Let's take things one step at a time and get to know each other better first. How about we enjoy our meal and continue getting to know each other? Mình bị AI từ chối. Mình bị AI từ chối. Finish conversation. Role play completed. Well done. We are completing your feedback. Vui nha. Và trả lời rất thông minh. Oh, 1-2 giây là ra luôn một cái bản đánh giá nha. Mình sẽ xem viewful assessment toàn tiếng Anh ha, nhưng mọi người đừng lo, sẽ có cả bản tiếng Việt nữa. Vietnamese, ok. Như cả nhà cũng thấy là sẽ có một cái đánh giá tổng quan, tổng thể kỹ năng ngôn ngữ của bạn khá tốt. Bạn đã có thể duy trì một cuộc trò chuyện về tình huống được đưa ra, bạn đã diễn đạt ý kiến ý tưởng của mình một cách hiệu quả, vân vân. Đó, tổng thể xong sẽ đi vào chi tiết hơn. Những cái kỹ năng chuyên sâu như pronunciation, cách phát âm này, từ vựng, ngữ pháp. Ừ. Và mình sẽ xem để biết được là mình đang làm tốt ở đâu và làm chưa tốt ở đâu để mình sửa đổi, mình luyện tập thêm và mình sẽ tiến bộ. Nhìn chung với lại như cả nhà cũng thấy rồi, luyện tập như thế này thì nó vừa vui vẻ này, nó thoải mái, nó có tương tác, nó có tính thực tế và còn luyện được cho mình phản xạ nữa, như là học gia sư 1:1 luôn. Đặc biệt là vào trong tháng 3 vừa rồi, Elsa cũng đã tích hợp vào gói Elsa Premium các gói học bổ sung để luyện thi chứng chỉ. Các gói học này hỗ trợ luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, PTE hoặc là còn có cả luyện tiếng Anh thương mại Oxford Business Result nhằm nâng cấp tiếng Anh chuyên sâu hơn tùy vào mục tiêu của bạn. Và sau khi hoàn thành khóa học thì bạn sẽ nhận được cả chứng chỉ có giá trị từ Elsa nữa nha. Phải công nhận là rất là nhiều tính năng và chia sẻ mà mệt luôn, kiểu mãi chưa hết ý, nhưng vẫn chưa hết mọi người ạ. Ngoài việc được trải nghiệm tất cả những tính năng trên app, Elsa Premium còn cho phép người dùng được truy cập luôn cả chương trình Elsa Speech Analyzer để có thể luyện những bài nói dài tự do qua ghi âm, và bạn nói đến đâu sẽ được chấm điểm, đánh giá và hướng dẫn chỉnh sửa đến đó. Sau đó thì chương trình sẽ phân tích đủ 5 yếu tố và còn dự đoán cả điểm thi của các chứng chỉ luôn. Cái này thì mình cũng đã từng test và chia sẻ rồi đó. Chung quy lại. Gói học Premium này hỗ trợ toàn diện cho người dùng luyện tập từ những cái bài cơ bản nhất, luyện theo từng âm tiết, từng từ có sẵn, cho đến nâng cao hơn là những cái bài nói hội thoại tự do. Thực sự mọi người thấy mình chia sẻ rồi đúng không?
Không biết là như này là mua một được mấy nữa, mua một được tất. Và trong video ngày hôm nay, mình và Elsa gửi tới tất cả các bạn ưu đãi đặc biệt. Nhập mã Maytan tại link ở phần mô tả khi đăng ký gói Elsa Premium và Elsa Pro để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách toàn diện với mức giá vô cùng ưu đãi dịp lễ lớn này nha. Kết luận lại là học thì luôn phải đi đôi với hành. Đúng là các cụ nói không bao giờ sai. Mình muốn gửi một tràng pháo tay giòn giã đến những chú ong chăm chỉ ngoài kia. Các bạn đó. Tặng hoa luôn này. Luôn chăm chỉ và phấn đấu vươn lên thì rất là tốt. Đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà cũng đừng quên nghỉ ngơi nhá. Ok, nói về câu chuyện nghỉ ngơi thì mình thấy là những cái quãng nghỉ nó cũng quan trọng không kém những cái khoảng thời gian mình học tập hay làm việc. Tuy vậy thì nó cần được sắp xếp khoa học và có cái sự tính toán một chút để mà không chiều chuộng bản thân quá và đưa cái quãng nghỉ nó đi quá xa. Thì trước hết, lý do mình đang nằm trên giường là bởi vì mình đã xong công việc ngày hôm nay rồi và mình chuẩn bị đi ngủ. Chứ nếu mà trong ngày tự nhiên mình lại đắp mặt nạ nằm lên giường như này thì nó sẽ mất cái guồng làm việc của mình ấy. Trừ phi mình mệt quá thì mình vẫn có nghỉ nhá. Thì mình nghĩ là cái lời khuyên của mình mà gọi là mẹo một chút đi trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là học cách phân bổ thời gian hiệu quả và đặc biệt là có phân bổ rõ ràng những cái quãng nghỉ của mình trong ngày. Ngày xưa mình hay dùng to-do list, chắc là bạn nào mà xem mình từ lâu á thì cũng biết rồi là mình sẽ chuyên ra cho ngày nào, mở mắt ra là có một cốc cà phê, một quyển sổ là sẽ ghi cái công việc cần phải làm vào đó. Cái mà dạo gần đây mình thấy hiệu quả nhất với mình là mình đã chuyển từ to-do list viết tay đó sang dùng Google Calendar. Nó ổn lắm mọi người ạ. Thực sự công nhận là những cái người mà người ta bận rộn ý, mà người ta sắp xếp thời gian hiệu quả ấy, là lúc nào người ta cũng sẽ có một cái công cụ sắp xếp thời gian gọi là thông minh. Nên là khi mà có một cái công cụ thông minh như vậy ở trên những cái thiết bị điện tử của mình để giúp mình quản lý thời gian, nó nhắc việc cho mình ý, thì mình thấy rất là ok. Thì Google Calendar đối với mình là life changing. Thích lắm, thích điên lên. Quan trọng nhất là nó miễn phí, nó cứu rỗi cái bộ não của mình. Thì cái bộ não của mình dạo này nó hay phản bội mình lắm mọi người. Thì nếu mà bộ não của các bạn cũng hay phản bội các bạn thì có thể thử dùng bộ Google Calendar. Có quãng nghỉ rồi, thì lúc nghỉ mình sẽ làm gì để đỡ mất tập trung? Mình đang nhắc đến những cái quãng nghỉ trong ngày xen kẽ giữa những cái đầu mục công việc của mình nhá. Thì mình sẽ làm gì để đỡ bị mất tập trung quá, đỡ bị đi xa quá? Cá nhân mình sẽ lựa chọn một là đây, tôi mới có 2-3 tuổi thôi nhưng mà đây, một là đọc sách giấy hoặc là Kindle. Hai là mình sẽ xem những cái video trên YouTube. Cái độ dài của video YouTube nó lại rất là ok cho cái việc nghỉ ngơi của mình, tại vì nó sẽ dài khoảng 10-15-20 phút đấy, thì nó lại rất là vừa phải. Và mình sẽ lựa chọn ví dụ như là sách, thì mình sẽ thường đọc sách self-help nha mọi người. Đọc tầm một chương gì đấy, hoặc nửa chương cũng được, hoặc đọc khoảng 15 phút. Video thì mình cũng sẽ xem những cái video mà nó có độ dài khoảng tầm 15 phút, có thể là vlog của những người mình thích. Tại vì xem xong thì mình có thêm động lực. Mọi người có thể xem vlog của mình. Thì tùy vào cảm nhận của mọi người, xem là mọi người xem cái gì thấy ok nhất thì mọi người xem nhé. Làm sao để mình nghỉ nó vừa phải thôi, nó ngắn gọn 15-20 phút, 30 phút thôi là cùng. Chứ đừng chọn những cái hoạt động mà nó khiến cho mình nghỉ, mình đi xa quá thì là không nên. Trong video này mình sẽ recommend nhanh hai cuốn về sách self-help, phát triển bản thân đồ đó. Thì có Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm, Mark Manson. Mình thấy nó không bị sáo rỗng và nếu để ý thì có khá nhiều cái ý tưởng hay, thú vị, đáng suy ngẫm. Còn về tản văn thì có cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân. Cái cuốn đấy cũng là một cuốn rất là ý nghĩa mà có giá trị đọc đi đọc lại luôn á. Đọc một lần thì mình có một anh bạn mình rất là quý, anh Duy ấy, anh Duy lên vlog Thượng Hải tuần trước đây, là anh ý mỗi năm đọc một lần. Thì thế mọi người đủ hiểu á, là cái cuốn này nó có giá trị đọc lại và cũng được rất là nhiều người recommend ấy, nên mọi người có thể thử. Ok, mình đi ngủ đây. Bye bye, cùng sang với mẹo tiếp theo nhé. Bây giờ thì mình sẽ muốn chia sẻ đến cái mẹo tiếp theo là, thực ra gọi là mẹo thôi nhưng mà nó là hai cái phương pháp học rất nổi tiếng, có nhiều nghiên cứu chứng minh là thực sự hiệu quả và có rất nhiều gọi là gì, bằng chứng sống, nhân chứng sống à. Các học bá ngoài kia đã áp dụng này, đã thấy hiệu quả, đã recommend rồi, chính là hai phương pháp Active Recall và Spaced Repetition, lặp lại gián đoạn, mà mình cũng đã áp dụng ở cái SQ3R á. Thì một cách dễ hiểu mà nói, Active Recall đấy, nó là cái sự tự chủ động nhớ lại, và Spaced Repetition, lặp lại gián đoạn, nó là ôn tập ngắt quãng để cho não có khoảng thời gian mình có thể là mình quên đi, mình quên cái đấy đi, xong rồi mình được nhắc lại thì nó sẽ nhớ lâu hơn và nhớ tốt hơn. Nó thực sự là chỉ có đơn giản như vậy thôi á. Nhưng mà làm sao để áp dụng hiệu quả, đặc biệt là cho nhiều môn học và với một lượng kiến thức lớn, thì mình sẽ phải sắp xếp cái khoảng thời gian
mình ôn tập sẽ là bao giờ, mình để cái quãng nghỉ đấy là bao lâu, là một ngày hay hai ngày, hay là một tuần, hay là nửa tháng mình ôn lại. Thì cái đấy nó lại là ở phụ thuộc mỗi người nha. Cái này hôm nay mình sẽ chỉ chia sẻ cái phương pháp nói chung thôi. Thì không biết là YouTube có nghe trộm nghe lỏm gì không, mà trong cái quá trình mình làm cái video này, mình lại được suggest một cái video trên YouTube học và ôn thi đúng cách theo phương pháp khoa học của anh Duy Thanh Nguyễn. Tại vì anh không biết không giấu nên là mình nên là mình hơi kiểu run khi đọc, nhưng mà mình follow kênh của anh cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay đúng cái video chủ đề học tập mà mình đang làm video luôn lại hiện lên. Thế là mình ấn vào mình xem, mình vừa skincare mình vừa xem thì mình thấy là trời ơi, lại đúng ý mình quá, lại anh ấy lại khen cái phương pháp học Active Recall. Trong cái video này mình thấy là mọi người nên xem, vì là anh ấy chia sẻ rất là có nền tảng nghiên cứu này, rồi kiểu nó chill ấy mọi người, rất là chill, rất là nhẹ nhàng, rất là nhìn chung là hay. Mình chẳng biết dạo này cứ bị rối loạn ngôn từ nào ấy. Nói chung là mình thấy là recommend mọi người nên xem thử cái video này nếu mà đang quan tâm đến việc tìm phương pháp học, coi như là để mình biết thêm, có thêm dữ liệu và có thể thử cho bản thân mình xem là cái nào ok nhất nhé. Nhưng mình thì cá nhân mình nha, là mình sẽ luôn áp dụng Active Recall cộng với lặp lại gián đoạn kết hợp với nhau. My love, my best combo. Nhưng mà có thể bạn sẽ khác chẳng hạn, thì phải thử nha. Quay lại câu chuyện thực hành, học phải đi đôi với hành. Biết được cái phương pháp hay rồi thì phải thực hành xem là nó có ok không, đúng không? Ok. À mọi người ơi, chưa hết, quên. Mình còn chia sẻ nữa là mình có thể rất là sáng tạo trong cái việc thi thử nhá. Ví dụ như là tự nhiên mình vừa có một cái ý tưởng. Tại vì sao? Mình rất là lo lắng về cái phần thuyết trình, thì mình không lo lắng bằng cái phần mà mình sẽ phải tranh biện với các bạn. Tại vì là thuyết trình thì mình biết là mình sẽ nói cái gì rồi, mình chỉ cần nhớ thôi. Nhưng mà tranh biện thì mình không biết là các bạn ấy sẽ ném cho mình quả bóng gì và ném nó hướng nào, nên là mình cũng lo chứ. Thế là mình đã kiểu nghĩ ra một cái cách là ok, bây giờ để mà mình thi thử mình Active Recall một cách sáng tạo và thú vị hơn, và cho mình luyện phản xạ luôn, là mình sẽ lên tranh luận với ChatGPT. Là mình sẽ kiểu bây giờ tao muốn tranh luận với mày về chủ đề này, hãy tranh luận với tao đi, tao tin là ABC. Trời ơi mọi người ơi, mình nghĩ mình là thiên tài. Trời, mình đang tập, tại vì ngày mai sẽ bắt đầu gọi là thuyết trình và debate á. Thì đang tập xong rồi đang gọi là debate, gọi là tranh luận với ChatGPT. Nghĩa là mình sẽ bắt nó là phải, mày phải tưởng tượng là mày disagree với tao, mày đừng đồng ý với tao. Nên phải tưởng tượng là mày không đồng ý đi, xong rồi mày phải cãi lại tao, mày phải này kia với tao. Sao cho mà mình thể tập được ý, tại vì ngày mai các bạn sẽ hỏi mình mà các bạn sẽ có một cái team. Chứ là team mình thì ý kiến như này còn sẽ có một cái team bắt buộc là người ta phải có ý kiến ngược lại. Thì mình đang như này, mình nghĩ là tại sao mình không dùng LSAI AI? Đấy cũng là AI mà kiểu lúc mà mình ghi này thì mình có một cái lo lắng là trời ơi, ngày mai mình đâu có ngồi mình type như này, mình đâu có ngồi mình suy nghĩ như này đâu, mà mình sẽ phải nói, mình sẽ phải phản xạ, mình sẽ phải ấy luôn ý. Thì lựa như này chưa đủ lắm, thì mình mới định là mình sẽ tự ngồi mình tưởng tượng. Nhưng tôi có một AI ở đây có thể nói được, mình sẽ thử luôn, mình không biết là có ok không. Nhưng mà tại mình đang rất là thấy triển vọng. Hi, welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Ồ, tại vì là có cái phần my own scenario là mình có thể tự yêu cầu được ý. Đi bếp với tôi đi, để mình luyện luôn. Ôi, ok, nếu mà thực sự mà hiệu quả nhá, thì đúng là một ví dụ điển hình nữa. Cái việc mà mình linh hoạt, mình gọi là tận dụng tối ưu những cái công cụ mình có ấy. Ok, mình rất hào hứng luôn. Rồi mình nghĩ ra cái mình phải mở máy mình quay luôn ý. À, bỏ qua cái rừng mọi người. Ôn thi nó sẽ vậy đó. Nhưng mà... Anya, ôn thi thôi. Please work, please. Roleplay activity. Can we have a debate? Sure. What topic would you like to debate? Well, so the tale of Victor Frankenstein and his creation has become a cautionary tale about the responsibilities and consequences of scientific discovery. So I believe that the government should not have control over scientist research, while you should be the one who agree with the idea that the government should have control over scientific research. The scene takes place at a debate competition. You will be arguing for the government having control over scientific research. So carry risks and ethical responsibilities that need to be managed. The government can play a crucial role in ensuring that science is conducted in a safe and ethical manner. In Frankenstein's tale, we see the danger of unbridled scientific curiosity, which ended in devastation and tragedy. This is why I believe that some level of government control is necessary to ensure that scientific discovery is responsible. Parties involved in creating rules and ethical guidelines. There may be a lack of accountability and potential harm to society.
phải cáp lại cái này, gửi cho các bạn cùng nhóm mình. Tuyệt vời. Resulting from Victor not having the proper training, both ethically and technically. Yes, that's a valid point. Comprehensive training and... Đấy mọi người ạ. Tận dụng cái công cụ như này, kiểu tự nhiên bàn luận về nó xong mình đúng là kiểu active recall luôn ý. Đúng là cái sự gợi nhớ mà gọi là thi thử, mà gọi là đỉnh cao, đỉnh của chóp nhất luôn. Tại vì phải thực sự làm thì mới biết là cái áp lực rồi cái sự luống cuống của mình trong lúc mình làm cái việc thì nó sẽ như thế nào ấy. Psychological state which has led to his irresponsibility. We believe that advocating for scientists' freedom in research is crucial, balanced with ethical awareness and collaborative oversight, shaping a better future for us all. Thank you very much. Any questions? Thank you guys. I think yeah, this is the end of... Ok mọi người, vậy là trong video này mình đã cùng mọi người học và chia sẻ với cả nhà những cái phương pháp học mà mình thấy thực sự hiệu quả cho việc học nói chung và học ngoại ngữ nói riêng. Mình nghĩ là cái cuối cùng mình cần lưu ý, cần đặc biệt lưu ý đó chính là sự cá nhân hóa. Mình nghĩ là mọi người nên linh hoạt áp dụng thử những cái phương pháp này và thay đổi một chút và có những cái thay đổi theo cá nhân của bạn, theo cảm nhận của cá nhân bạn á. Nếu mình đã chăm chỉ áp dụng rồi và mình cảm thấy không hiệu quả thì mình cũng không nên cố gắng, mình cứ áp dụng tiếp làm gì cả. Và ngược lại, nếu mà mình chưa thực sự áp dụng một cách chăm chỉ, đều đặn, có kỷ luật thì cũng chưa nên vội đi đến kết luận là cái phương pháp này không hiệu quả với mình. Đó, chỉ cần nhớ như vậy thôi. Và ok, một cái lời khuyên cuối cùng cho chính bản thân mình và tất cả các bạn ở đây nhé. Kiên trì, kỷ luật và luôn theo dõi, lắng nghe bản thân. Chúng mình cùng cố gắng nha. Đang ở trong cà phê nên phải thủ thỉ như này. Tất cả mọi người xung quanh mình đều đang học mọi người ạ. Tại vì là đang tuần thi giữa kỳ ấy. Cố lên tất cả chúng mình. Tất cả chúng mình làm được. Chúng mình làm được. Quá tinh.